chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nãy Được Kíp. Và hôm nay thì Nhi sẽ review slime đến từ Nhung thứ shop. Và đây trước tiên thì là hai gói burat nè, hai bịch, một bịch cơm hả? Ủa nhớ Nhung mua hai bịch thật đúng rồi, hai bịch cơm, hai bịch charm với lại bốn cái hũ mùi hương á các bạn, hai hũ xoài và hai hũ nho. Thì cái này Nhi sẽ để dành để làm slime và một cái em cái donut. Đây bây giờ Nhi sẽ để hết vào đây. Thì ở đây Nhi có 6 hũ slime. Đây là một cái butter sắc màu yêu thương. Hình như đây là một cái basic. Đây là một cái slime soap. Tiếp tục là một cái basic nhưng mà em này size nhỏ. Và cái tiếp này là chất gì thì tí sẽ review sau. Như nghĩ là cũng là basic luôn. Ở đây cũng là một cái hũ slime mà như cho. Đây. Ai, ai, cá nhân nào, tổ chức nào mới vừa làm cái hành động đó. Bỏ nha, bỏ nha. Đây, đây là cái verdict video của ông buồn thôi, đừng để ý tới. Đây là cái verdict của ngày hôm nay, chiếc giày của Alice. Hình như là như nhớ là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu review thôi. Đây, đây là cái hũ đầu tiên nha mọi người. Mùi rất là thơm và rất là nhẹ. Cái này là cái chất gì nhỉ? Ồ, cái chất này hơi bị mịn luôn á. Nó cứ... chất gì? Anh bớt sạp giùm em. Ok. Đây. Rất là mịn luôn. Cái này nó kiểu như slime soap vậy nhưng mà không có phải. Nhưng mà khi Nhi chơi Nhi cảm thấy rất là giống tại vì nó khá là mịn á. Nhi mới cắt móng tay cho nên là bấm cái slime nghe tiếng rất là đã. Ok, bây giờ sẽ tới hũ thứ hai. Đây, sẽ là cái hũ này nha. Có một cái charm con vịt. Có những cái hạt cơm hình trái tim. À, chất slime này giống như cái hũ hồi nãy nhưng mà nó có vẻ mềm hơn. Nó hơi dính một tí. Có vẻ nó hơi lỏng cho nên nó rất là dính. Màu rất là đẹp luôn, màu chuối tươi. Nhưng mà thật ra cái này là kiểu nó theo cái concept của cái charm con vịt á. Hơi dính, nó hơi lỏng. Đó. Ok. Ok, sẽ cho lại vào hũ. Cái này thì Nhi chắc là sẽ khi mà chơi lần nữa thì Nhi sẽ cho burat vô cho nó đỡ chảy. Nó đông lại một chút á. Ok, hũ slime thứ ba là hũ slime soap màu hường. Có một cái charm bé thỏ hường luôn. Ui ui ui, rớt rớt. Lâu lắm rồi Nhi mới chơi lại slime soap á mọi người, lâu lắm rồi Nhi mới mua slime soap luôn. Hơi chảy một tí. Mình đi coi. Đấy, có những cái hạt nữa nè, hạt bơm bơm đúng không ta? Tại như chưa có đành về cái hạt này lắm. Như sẽ kéo. Cái màu của slime này rất là đẹp nhưng mà nó kiểu hơi dướng bởi những cái hạt bơm bơm á. Hơi nhiều một tí. Cái mùi của slime này rất là thơm luôn. Chắc là Nhi phải cho burat vô để chơi. Ok, để Nhi lấy burat. Đây, sau khi pha burat xong thì nó ra được như vậy.
hơi bị vướng, tại vì chỉ cho nhiều hạt bơm bơm quá cho nên là hơi vướng. Cho nên có cảm giác kiểu khi chơi á, mình có cảm giác hơi ít slime. Đây, trắng hồng. Chắc là do Nhi cho nhiều bùi rác quá. Trời má, hồi nãy tôi cho lố tay rồi. Ok. Ok. Xong một em nữa. Giờ sẽ tới em thứ tư. Nhi sẽ cho em đây. Thôi, nãy giờ mình toàn là basic soap. Giờ mình cho tới butter đi. Đây là butter slime. Sắc màu yêu thương. Ôi, rung rồi. Đây. Có màu tím, màu vàng, màu xanh và màu cam. Để Nhi xem trộn nó sẽ ra màu gì. Ra được một màu xanh rêu hả? Xanh rêu hay xám khói gì không biết. Đây, nó ra được màu này đây. Chưa. Cũng ra cũng khá là đẹp, không tới nỗi nào mà cái màu nó quá tối. Mình sẽ cho lại vào hũ. Đây, tiếp theo là một hũ nữa. Một cái charm khác. Này chắc là cũng là một hũ basic. Có những cái hạt cốm nhỏ ở trong. Đây là một cái basic. Còn cái hũ này hồi nãy á, là cái này là các bạn, cái này là slumber. Và cái hũ màu xanh hình như cũng là slumber luôn, không phải là basic nha mọi người. Như quên, xin lỗi chứ. Là chơi tới cái chất này mới nhận ra đây mới là basic nè. Sorry slumber không chuyên nghiệp. Đây là khi slumber không chuyên nghiệp review. Rất là dẻo luôn, cái basic này rất là dẻo, chơi rất là đã. Bây giờ sẽ là hũ cuối cùng. Có một cái charm. Là một đôi giày. Đôi giày của Alice. Đây cũng là hình như là một cái slumber khác. Có những hạt kim tuyến màu xanh. Nhấn rất là đẹp với màu trắng. Ở dưới này thì có những cái hạt cốm. Đây, hạt cốm này nè. Đây là cái màu mà đẹp nhất. Hình như là trong 5 màu mà như review nãy giờ, đây là cái màu đẹp nhất. Cái này là lần đầu tiên đi chơi slumber luôn á. Và ok, Nhi cũng đã hoàn thành xong cái video review 6 hũ slime mà Nhi mua đến từ Nhung Thư Shop. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được kiếp sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye.